Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Toyota Let's Go Places. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Cảm ơn quý vị trở lại với chúng tôi trong bản tin buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kinh khí cầu Trung Quốc thu thập thông tin các địa điểm quân sự ở Hoa Kỳ. 32 người chết vì lốc xoáy từ Arkansas đến Delaware. phản ứng của người dân New York trước khi mà ông Trump xuất hiện ở tòa. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tin Hoa Kỳ cũng cho biết thì NBC News đưa tin ngày hôm nay cho rằng một kinh khí cầu của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ đã có thể thu thập thông tin tình báo từ một số địa điểm quân sự của Hoa Kỳ và truyền về Bắc Kinh một cách trực tiếp, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của chính quyền Biden. Nguồn tin của hãng NBC dẫn lời hai viên chức cấp cao hiện tại của Hoa Kỳ cho thấy kinh khí cầu tầm cao do Bắc Kinh kiểm soát đã có thể bay nhiều lần qua một số địa điểm trước khi bị bắn hạ vào ngày 4 tháng 2. Ba viên chức cũng cho biết kinh khí cầu có thể truyền thông tin thu thập được về Bắc Kinh một cách trực tiếp. Một viên chức tuyên bố với điều kiện, điều kiện ẩn danh cũng cho rằng, thông tin tình báo mà Trung Quốc thu thập chủ yếu là từ các tín hiệu điện tử, có thể thu được từ các hệ thống vũ khí hoặc là bao gồm thông tin liên lạc từ nhân viên căn cứ, chứ không phải là hình ảnh và hiện nay thì quân đội và các giới chức khác trong chính phủ Hoa Kỳ không có bình luận ngay lập tức. Bộ ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh và tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Vào thời điểm đó thì các viên chức Hoa Kỳ đã giảm nhẹ tác động của kinh khí cầu đối với an ninh quốc gia. Và vụ kinh khí cầu của Trung Quốc đã khiến ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken hoãn chuyến thăm dự kiến tới Bắc Kinh và làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. 32 người chết vì lốc xoáy từ Arkansas đến Delaware. Cư dân trên vùng rộng lớn của Hoa Kỳ đang đánh giá sự tàn phá từ những cơn bão dữ có thể sinh ra hàng chục cơn lốc xoáy từ miền nam và trung tây tới đông bắc Hoa Kỳ, giết chết ít nhất là 32 người. Những cơn bão đã xé toạc một con đường xuyên qua thủ đô Arkansas và cũng làm sập mái nhà của một địa điểm tổ chức nhà hoạt động đông đúc ở Illinois, khiến người dân khắp khu vực kinh ngạc về mức độ thiệt hại này số người chết tiếp tục gia tăng vào ngày Chủ nhật. Tổng thống Biden đã tuyên bố các khu vực rộng lớn của đất nước là khu vực thảm họa lớn, cung cấp các nguồn lực liên bang và hỗ trợ tài chính để mà phục hồi. Thống đốc Sarah Huckabee Sanders ở Arkansas, nơi có ít nhất là 5 người thiệt mạng, đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều động lực lượng vệ binh quốc gia. Những cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở 11 tiểu bang đã phá hủy nhà cửa và cơ sở kinh doanh, làm gã, gãy cây cối và gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho các khu dân cư. Dịch vụ thời tiết quốc gia xác nhận ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy là nguyên nhân gây thiệt hại cho một số ngôi nhà gần ở Bridgeville, Delaware. Một người được tìm thấy đã chết bên trong một ngôi nhà bị hư hại nặng nề do cơn bão vào tối thứ Bảy qua. Tennessee đã ghi nhận ít nhất là 15 trường hợp tử vong. Và phản ứng của người dân New York trước khi mà ông Donald Trump xuất hiện ở tòa án những người đi làm và du khách ở New York ngày hôm nay đã tỏ ra hơi dè dặt, nhưng mà cuối cùng hy vọng là cựu tổng thống Donald Trump sẽ nhìn thấy công lý trước phiên tòa theo lịch trình liên quan tới khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Robert, một nhân viên công nghệ 29 tuổi tới từ Los Angeles cũng cho biết, tôi không biết dùng từ nào để mà cho đúng, mỉa mai hay là buồn cười. Đây là điều mà ông đưa ra là ông Trump vào cuộc sau rất nhiều các cáo buộc phạm pháp mặc dù thì chưa biết những gì trong bản cáo trạng này. Và nếu mọi chuyện diễn tiến theo đúng lời luật sư đại diện cho ông Trump đưa ra vào tuần trước, thì ông Trump sẽ có mặt tại tòa lúc 2 giờ 15 phút chiều để mà được lấy dấu vân tay, chụp ảnh và sau đó sẽ tuyên bố không nhận tội. David Harris, 52 tuổi, thành viên của Hiệp hội Sản xuất phim điện ảnh, cũng cho rằng là ông Trump sẽ không ngồi tù. Nhưng mà ông sẽ rất ngạc nhiên nếu mà điều đó xảy ra. Ngược lại, thì một gia đình du khách tới từ Edmond, Alberta, Canada, lại hy vọng là những cáo buộc nhắm vào ông Trump sẽ đưa ông vào tù. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội ngày hôm Chủ nhật qua, ông Trump cũng cho biết là ông dự định rời khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào buổi trưa để mà tới Trump Tower ở Manhattan trước khi mà tới tòa án vào ngày hôm thứ Ba ngày mai. Ông Trump sau đó sẽ trở lại Florida và có bài diễn văn tại Mar-a-Lago lúc 8 giờ 15 tối ngày thứ Ba. Và thưa quý vị, nhiều triệu người Hoa Kỳ đang có nguy cơ mất Medicaid. Hàng triệu người Hoa Kỳ có nguy cơ mất bảo hiểm Medicaid trong những tháng tới. Nhưng mà cư dân ở năm tiểu bang bao gồm có Arizona, Arkansas, Idaho, New Hampshire và South Dakota sẽ là những người đầu tiên đánh gánh chịu hậu quả của việc chấm dứt hỗ trợ thuốc men của chính phủ. Và lệnh cấm đó đã kết thúc vào tối thứ Bảy và một số tiểu bang đang hành động nhanh hơn, nhiều hơn so với những tiểu bang khác để mà bắt đầu sàng lọc những người được coi là không đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho người Mỹ đã có thu nhập thấp. Và điều đó khiến những người ủng hộ lo lắng. Họ nói rằng tốc độ sẽ dẫn tới việc những cư dân đủ điều kiện bị chấm dứt Medicaid không chính xác. Ngoài ra thì nó có thể cản trở việc chuyển những người không còn đủ điều kiện sang các loại bảo hiểm khác. Và năm tiểu bang sẽ bắt đầu cắt phạm vi bảo hiểm vào tháng 4, tiếp theo là 14 tiểu bang khác vào tháng 5 và 20 tiểu bang khác bổ sung cộng với quận Colombia vào tháng 6. Và tất cả các tiểu bang phải hoàn thành việc xác định lại hồ sơ của người thụ hưởng Medicaid trong 14 tháng tới. Theo các ước tính khác nhau, có khoảng là 15 triệu người có thể bị loại khỏi Medicaid, mặc dù thì vài triệu người có thể tìm thấy bảo hiểm ở nơi khác. Và hơn 92 triệu người Mỹ đã đăng ký Medicaid và chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em vào tháng 12, tăng 31% kể từ tháng 2 năm 2020 và cũng theo dữ liệu gần đây nhất có sẵn từ trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid. Cô giáo bị học sinh 6 tuổi bắn đã nộp đơn kiện 40 triệu Mỹ kim. Một giáo viên lớp 1 ở Virginia bị học sinh 6 tuổi bắn trọng thương đã đệ đơn kiện đòi các viên chức trường Newport News bồi thường 40 triệu Mỹ kim, cáo buộc là họ sơ suất nghiêm trọng vì đã phớt lờ những cảnh báo vào ngày xảy ra vụ nổ súng này cậu bé có một khẩu súng và đang ở trong tâm trạng bạo lực. Nguyên đơn là cô giáo Abby Zwetner, 25 tuổi, tại trường tiểu học Bridgeneck ở Newport News, Virginia, đã bị bắn vào tay và ngực vào ngày 6 tháng 1, khi cô đang ngồi ở bàn đọc sách trong lớp học. Cô giáo đã trải qua gần 2 tuần trong bệnh viện và đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật kể từ khi mà vụ nổ súng xảy ra. Vụ nổ súng đã làm chấn động cộng đồng và gây chấn động khắp đất nước khiến nhiều người thắc mắc làm thế nào mà một đứa trẻ còn quá nhỏ lại có thể cầm súng và bắn giáo viên của em. Vụ kiện nêu tên Hội đồng trường Newport News và một số viên chức của khu học chánh, bao gồm cả cựu giám đốc khu học George Parker là bị cáo. Trong vụ kiện này, thì luật sư cũng nói rằng tất cả các bị cáo đều biết cậu bé có tiền sử bạo lực ở trường và ở nhà, bao gồm cả một tình tiết vào năm trước, khi mà cậu bé bóp cổ và, b... và bóp cổ của giáo viên, mẫu giáo của mình nhưng mà vẫn cho phép cậu bé đi học hoặc là quay trở lại trường học này. Và thưa quý vị, Kia Niro EV năm 2023 đã được cars.com công nhận là lựa chọn hàng đầu xe điện đi lại. Đây là giải thưởng thứ hai từ cars.com dành cho Niro sau khi mà xe Niro Hybrid được cars.com vinh danh là xe tốt nhất của năm 2023. Các biên tập viên của Cars.com đã chọn Nairo EV trong số 4 loại xe điện. Từ trong ra ngoài thì xe này thiết kế táo bạo lấy cảm hứng từ Opposite United của Kia. Và mẫu xe thiết thế hệ thứ hai vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn hơn so với mẫu xe đầu tiên. Màn hình kép là 10.25 inches, cụm đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí, hệ thống âm thanh Harman Kardon và 8 loa thưa quý vị, bổ sung thêm những điểm nhấn cao cấp cho nội thất được trang bị pin 64.8 kW và động cơ 150 kW. Với khả năng tương thích sạc điện nhanh theo tiêu chuẩn. Khi mà được kết nối với bộ sạc nhanh cấp 3, xe có thể sạc từ 10 cho tới 80% trong vòng chưa đầy 45 phút ở tốc độ sạc tối đa là 85 kW. Có sẵn trên cả hai phiên bản Niro EV Preserve bổ sung khả năng sẵn sàng cho thời tiết lạnh với ghế sau có sưởi và máy bơm nhiệt. Để mà biết thêm thông tin thì mời quý vị vui lòng vào trang nhà là www.kiamedia.com Và quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Sau khoảng quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với Đinh Quang Thái và Hoàng Trọng Thụy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin vẫn tiếp tục giữ làn sóng này để theo dõi các chương trình thường lệ của Đài. Cảm ơn quý vị và xin chào.